Có thể bạn chưa biết, Pháo cũng đã từng dùng sample trùng với hai bài hát viral nhất vòng chinh phục của rap Việt mùa 3. Liệu có gì khác biệt? Con chim vành khuyên. Con chim vành khuyên nhà, dưới chân nó ngoan ngoan quá. Nói ra vào vòng, lên phép mày nhất nhà. Có con chim vành khuyên nhà, nhà lòng một như ta ốc. Ngon gan, đẹp xinh, cũng giống như chúng mình. Chim gặp bác trà màu, chào bác. Chim gặp cô sơn ca, chào cô. Chim gặp anh chất trẻ, chào anh. Chim gặp chị sơn nâu, chào chị. Chim gặp chúng Pepsi, hi Kel. Có con chim vành khuyên này, bé trông thật xinh tươi đấy. Gọi ra bảo vâng, hết thanh ngoan nhất nhà. Chim gặp chú đạt này, chào chú. Chim gặp anh yêu cây, chào anh. Chim gặp lưu dây đi, chào anh. Chim nhìn sang chú ba. Em chào anh Big Daddy ạ. Giấc mơ chưa? Anh không đi lên từ dưới đây, anh vươn lên từ hạt gạo. Anh muốn cho thế giới thấy đây là thanh âm da vàng. Lãng khách tự do ngồi đàn hát cho qua ngày. Và tiếng sao đồng quê tựa như giấc mơ thiên đàng. Chưa bao giờ em về một tiếng. Em từng nói rằng em kiệt sức, nhưng không một ai lắng nghe. Họ nâng niu em như là nàng công chúa, và giờ lại biến em thành con ghẻ. Và khi mà em đứng trên sân khấu, không một ai thèm nhớ đến tên. Để khi mà em gục ngã, họ mới dám đứng lên.